Lộc, em có đôi mắt của một thiếu phụ thất tình. Thì bạn này bà đang sỏi mũi Lộc. Lộc nói là Lộc cũng điên giống Minh Ngọc. Điên à? Không, em nghĩ là chị Ngọc điên hơn chị. Tôi rất nể, tôi là tôi dám xài sang quá. Người rước kép chánh mà đóng ba vai phụ. Một trong những vai phụ đó đi ngang qua sân khấu, không nói một tiếng nào hết nhưng khán giả vỗ tay. Rồi cái người Lộc đang vậy nè, cười ngạc râm. Lộc cảm giác cái mà đang nhìn khán giả vậy nè, nó giống như là cái màn hình vô tuyến á, mặt nó mới bị cúp điện cái đó, nó tắt lại vậy đó. Khán giả lăn đùng ra cười, tưởng đây là cái đó là miếng diễn của em. Vỗ tay á, lột cái đầu ra cái anh tỉnh liền. Vừa mở ra cái ngọt vậy. Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Chào đón quý vị đến với Kịch và Nghệ, một chương trình mới của Maybe Podcast. Chương trình của chúng tôi thì không thể nào thiếu một cái bảo bản rất là gần gũi với Thành Lộc mà tôi rất là yêu quý, nhà báo Kim Hạnh. Và người khách của chúng ta hôm nay, nhưng mà cũng là một người bạn của chúng tôi hôm nay, xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Minh Ngọc. Chào quý vị khán giả. Bây giờ mình sẽ nói chuyện về chị Ngọc nào đấy hả chị Hạnh? Chị Ngọc nhà văn, chị Ngọc đạo diễn, hay là chị Ngọc diễn viên, hay là chị Ngọc cái gì nữa? Thì có quá nhiều mà bản thân Lộc cũng không nhớ hết chị đã từng làm cái gì rồi. Nhưng mà lần này thì có một sự kiện mà tất cả những người hoạt động nghệ thuật của chúng tôi đều rất là quan tâm. Đó là sự việc chị ra mắt một cuốn sách của chị. Cuốn sách chị trong đây nó có in là 6 vở kịch. Nhưng mà cái sự nghiệp sáng tác của chị cho văn học sân khấu thì nhiều hơn cái này nhiều. Cho nên cũng không biết tại sao mà chỉ có 6 vở thôi. Chắc sau đó sẽ còn có vở thứ 7, thứ 8, thứ 9 vân vân. Và lấy tên là Cô Đào Hát. Chắc là Cô Đào Hát là tên của một trong những vở tuồng hả chị? Vậy thì chị Ngọc nói một chút gì đó về cuốn sách này đi. Rồi chị Hạnh sẽ gợi ý cho tụi em nói chuyện với nhau nha. Hôm nay mà cầm được cuốn này đó, mà cũng có cái ngẫu nhiên là Lộc lại liên quan hết 3 vở trong đây là 50% trong đây rồi. Ví dụ như là cái Người đàn bà thất lạc là Lộc đã tham gia mà diễn ở New York mới ghê. Và cái tham gia của Lộc là làm cho mấy cái người tài giỏi, diễn viên tài giỏi ở New York phải là chấn động. Và đã tuyên bố một câu là tao đã điên rồi mà tao thấy một thằng điên quá điên hơn tao là tao phải nể phục thôi. Là đó là những người nước khác. Mà sau khi coi Lộc diễn cái vở đó, một vở nữa là Hãy Khóc Đi Em. Thì cái hình ảnh của Lộc trong Hãy Khóc Đi Em phải nói là quá manly và lạnh lùng sương gió. Tới độ mà những cái bóng về sau mà có làm thì rất không thể nào mà qua nổi Lộc ở trong Hãy Khóc Đi Em. Yeah. Còn một vở nữa cũng đã đi qua Mỹ là Tía Ơi Má Gì. Yeah. Thì trong 3 vở đó thì Lộc đã có một cái đoạn mà trên YouTube vẫn bỏ mà nhiều người vẫn là rất là mê. Có nhiều chương trình người ta cũng nói chị mời sao anh Lộc xuất hiện á, làm khúc đó thôi, là cái khúc ông Tư Chơn mà hồi tưởng lại là mình đã cùng với vợ mình hò đối đáp để một mình ông đóng hai vai luôn. Thật ra thì khi mà mình tham gia cái gì mình cũng không có đếm chị, em không có đếm, nhưng mà nhẩm thì Ngọc chỉ nhắc cái em nói ủa. Quá ra là ở trong cái hành trang nghệ thuật của mình vô hình trung hay là cố tình cũng không biết mà sao Lộc diễn rất nhiều vở của chị Ngọc. Ở đây kể là 3 vở nhưng mà thật ra thực tế là còn nhiều hơn. Giấc Mộng Cây Vàng nữa là chị. Giấc Mộng Cây Vàng. Dạng Hai Bạc Nhái. Đó. Em thấy cũng nhiều lắm. Lát nữa nhớ ra lâu lâu Lộc nhớ gì Lộc sọt vô một cái. Trái Tim Trong Trắng. Hãy Yêu Nhau Đi. Ôi nhiều quá. Ơi. Hãy Yêu Nhau Đi á, mà trong cuốn hồi ký nè, mấy Ngọc ghi lại mà một cái cậu sinh viên nói với ba mình tại sao trên sân khấu cậu Lộc không khóc mà dưới đây tụi con khóc quá trời. Cộng quá. Yeah. Nhưng mà có một vở nữa rất ít người mà lẽ ra bữa hôm mà ra mắt sách Ngọc phải nhắc đầu tiên, tại vì khi đó người ta hỏi Ngọc về ba chức năng tác giả, đạo diễn, diễn viên, mà Ngọc làm đạo diễn, tác giả là Bertolt Brecht. 8 người đóng 20 mấy vai, Ngọc dám không để cho Lộc đóng vai chánh. Bởi vì vai chánh là Thanh Thủy, là Quốc Thảo. Nhưng
người này đóng ba vai phụ, một trong những vai phụ đó đi ngang qua sân khấu, không nói một tiếng nào hết nhưng khán giả vỗ tay. Kinh không? Các bạn hình dung là ông Thành Lộc người ta vỗ tay hay sao? Không phải. Nghĩa là xuất sắc trong một giây không lời. Nghĩa là cái cảnh cái đó mà... anh nhớ rồi, vợ người tốt ở thành Tứ Xuyên, nhà của Bà Tom Rich. Sao mà em làm hay vậy? Em không biết gì. Nghĩa là cứ làm hết mình xuất sắc trong một cái vai được giao. Nghĩa là cảnh là một người công nhân bị bóc lột, khuân vác rất nặng, rất là đau khổ. Nhưng mà đi ngang chỗ đây là chanh miệng ra cười, để không thôi bị rồi quất. Nghĩa là rất vô cùng đau khổ, mà anh chanh miệng ra anh cười mà người ta vỗ tay. Nghĩa là chỉ một động tác hình thể thôi mà người ta thấy trời ơi, anh này diễn tả, anh khác với những người khác. Những người khác đau đớn, hoằn quại, tiếp tục làm và bị rồi quất. Thì anh ráng anh diễn là tao không sao hết, tao cười nè, đừng quất tao. Đó, người ta đọc được điều đó, bởi vì người ta vỗ tay, bởi vì ảnh khiêng đồ, ảnh không lời mà không giống ai mọi người hết trơn á. Thì nổi cái điều đó là tôi rất nể, tôi là tôi dám xài sang quá, người rước kép chánh mà đóng ba giây phụ mà những cái vai gần như không nói lời nào. Không phải đâu, chị Ngọc chỉ nói vậy thôi chứ thưa quý vị, ai làm nghệ thuật chuyên nghiệp thì cũng hiểu một cái điều là không có nhân vật nào lớn, không có nhân vật nào nhỏ, không có nhân vật nào chánh, không có nhân vật nào phụ. Chỉ có vai nặng và vai nhẹ thôi. Thì trong vở đó có nhiều nghệ sĩ tài danh lắm đó, chứ đâu phải có mình Lộc đâu. Thì Thanh Thủy là nổi tiếng rồi, Quốc Thảo cũng tài nghệ rất là siêu phàm rồi. Và cũng bên cạnh đó còn nhiều những nghệ sĩ đồng nghiệp khác nữa. Cho nên trong cái đó, chị Ngọc cũng tham gia một vai diễn trong đó mà. Thì mỗi một người cứ đứng đúng cái vị trí của mình thì nó sẽ làm nên một cái tác phẩm hay thôi. Thì con cái làm dù sức người đi ngang một chút nhưng mà tạo một cái dấu ấn gì đó cho khán giả nhớ, thì cái đó cũng là cái dấu ấn. Dĩ nhiên là tất cả những cái sáng tạo đó nó phải được cái sự đồng ý và nó nằm trong một cái ý tưởng dàn dựng của người cầm trịch của cái trò chơi đó, của cuộc đánh đó. Đó là người đạo diễn, thì người đạo diễn đó là chị Nguyễn Thị Minh Ngọc. Đấy, thì ở đây thì chúng ta lại biết đến một khía cạnh khác nữa là chị Nguyễn Thị Minh Ngọc là đạo diễn mà không phải đạo diễn tay ngang, bởi vì chị được đào tạo chính quy trong trường đàng hoàng. Đó. Khi mà Lộc mới vào học trường sân khấu đó thưa chị Hạnh, Lộc vào là học diễn viên thì chị đã chuẩn bị sắp sửa tốt nghiệp đạo diễn rồi. Chỉ là cùng một thế hệ với lại nghệ sĩ Mai Thanh Dung, nghệ sĩ Quý Thống, nghệ sĩ Hải Đệ là cái khóa chuyển tiếp phải không chị? Khóa zero đó, tụi này đặt là khóa zero. Là khóa zero, nhưng mà thật ra là các anh chị chuyển tiếp từ trường quốc gia kịch nghệ, từ trước 1975. Đinh Xuân Hòa. Dạ đúng rồi, học trò của thầy Đinh Xuân Hòa. Thì lúc mà em mới vào trường sân khấu, em cũng được học cái bộ môn kỹ thuật biểu diễn của thầy Đinh Xuân Hòa dạy. Đó là tại giống như là đây là một thế hệ, là một cái thế hệ khác đi trước mình. Em còn nhớ trước đó còn có cả anh Lê Cung Bắc nữa, em chị là thế hệ trước nữa. Nguyên cái lớp đó là dạy trường Ngọc ra. Ngọc thi vô trường đầu tiên chung với lại Mai Trần, Thương Tính, Minh Hoàng. Nhưng cô Trân, cô Vũ đi qua lớp đạo diễn đi em. Mà đi qua lớp đó là lại lọt vô một cái lớp mà người ta từ quốc gia nhà kịch nghệ chuyển qua. Thì phải mấy người đó biết diễn hết trơn rồi, mình đâu biết diễn, mình phải chung vô mấy cái lớp diễn viên á. Thành ra make up xấu rồi bị rất mất nhiều cơ bản. Nhưng mà thấy cô muốn đẩy mình qua bên lớp đạo diễn thì phải đành phải đi theo. Nhưng mà đúng ra là cái sức của Ngọc á là bằng ngang cái cỡ cái lớp Thương Tính với Mai Trần, là diễn viên khóa 1, học thầy Thành Trí. Vô trong trường á, thấy rõ ràng lớp các bài tập trong trường á, ai rước Lộc vô á, cái bài đó nó sáng lên. Và chính vì vậy á, mình mới là không phải nổi máu anh hùng á, mình giống như là mình nghĩ là nếu vở tốt nghiệp mà mình rước Lộc á thì giống như là sẽ bị mặc định là người ta nghĩ là dựa Lộc để mà làm vở tốt nghiệp. Thành ra vở tốt nghiệp cương quyết không rước Lộc. Trời ơi, em còn nghĩ em đâu có vinh hạnh mà được làm diễn viên cho mấy anh chị lớn thi tốt nghiệp đâu. Mà phải nói lúc đó có rất nhiều bài tập hay trong trường. Tinh thần thể dục của Đăng Nhân ha, rồi Nhà tắm của Trần Ngọc Giàu làm ha. Rước nhân vật này vô là tự nhiên cái nó thổi một cái hồn vô rất là xuất sắc. Thành ra tụi này nói là thành ra kỳ đó rước Lộc vô là con dao hai lưỡi. Ảnh giỏi quá, thành ra ảnh làm cho cái bài trả nó sáng lên. Nhưng người ta dễ nói, chà chắc phải có nhờ có anh này cái bài nó mới hay được. Như em bị mang tiếng từ nhỏ rồi. Đó, mang tiếng hay từ đó. Cái đó là tai tiếng. Đó. Là người ta cứ nói em bệnh ngôi sao. Cho nên cứ làm vô tác phẩm của nàng đạo diễn nào là giống như dặn dẹo bắt người ta làm thử ý mình. Mà đâu có đâu chị Ngọc. Bẻ em sao em làm vậy mà em còn nhớ không, em. Không, cái đó Ngọc công nhận á. Ừ.
hồi em còn nhớ em làm cái vở tốt nghiệp cho anh Hải Đệ. Anh Hải Đệ tốt nghiệp vở Pinocchio. Lúc đó em mới có năm thứ nhất, vô học năm thứ nhất. Mấy anh chị này làm tốt nghiệp thì trời ơi, em giống như học cát, có làm cái gì đâu. Nhưng mà được cái em vốn đã là dân múa rồi. Tức là em đã là học múa từ bên đội múa của nhà thiếu nhi thành phố. Cho nên khi em có cái khả năng múa khá tốt. Bởi vì hồi xưa học múa, mặc dù là nhà thiếu nhi nhưng mà toàn thứ dữ dạy không à. Nghệ sĩ nhân dân Thái Ly dạy chứ bộ. Chứ đâu phải đùa đâu. Anh Khánh Hoàng mà là đóng vai Pinocchio đó chị. Anh Thành Hội đóng vai cha của Pinocchio. Còn em đóng vai Pinocchio phiên bản múa. Có nghĩa là những cái lúc nào mà múa thì em nhảy ra em múa. Mà khi diễn là anh Hoàng diễn. Cho nên á, em ngồi ở dưới mà em coi mấy anh chị diễn em thèm muốn chết luôn. Em có bao giờ mình được lên mà ai cho diễn được thoại câu nào đâu, toàn múa không thôi. Chỉ có cái này là tại vì em sáng dạ. Thí dụ như mấy anh chị nói một là em hiểu hai ba rồi. Thành ra em làm những cái mà nó hơn cái anh chị muốn. Vậy đó. Thành ra làm việc với anh Lộc sướng lắm. Tại vì tức là mình nói một là nó làm được nhiều thứ. Thành ra đôi khi như vậy cái nhiều người cứ nghĩ là nó làm thay cho đạo diễn luôn mà đâu có. Làm thay đạo diễn, mấy ông đạo diễn chửi tới bồ, làm sao mà dám. Mà cũng nhớ là thầy Lê Văn Tĩnh rất là kiểu giống như là không có muốn khen, sợ là hư học trò đó. Thành ra lúc nào cũng đem anh này ra diễu, nói Lộc, em có đôi mắt của một thiếu phụ thất tình. Đôi mắt u buồn của một thiếu tử thất tình. Không phải đâu, đó là cái nhược điểm của em đó chị Ngọc. Em có một đôi mắt buồn chị à. Cho nên thầy Tĩnh, thầy Lê Văn Tĩnh của em á, ông có nói là mày có diễn cái gì, mày làm ăn cướp, mày làm gì đó, thì cái mắt mày vẫn là một cái đôi mắt buồn của một người bị thất tình. Thiếu phụ bị mất tình. Còn thiếu phụ nữa, không biết chịu. Còn Ngọc thì Ngọc thường nói với lại học trò của Ngọc, thì sau đó thì Ngọc trường giữ lại phụ giảng, thì cái lứa mà Quang Minh, Hồng Đào, Hữu Châu, Hữu Nghĩa mê ông này lắm. Mê một ông đàn anh, phải không? Nhưng mà Ngọc vẫn nói cái gương của Lộc cho mọi người thấy là sao? Anh này trường phái cục bộ, nghĩa là đưa cái khuôn vuông á, thì ảnh thành hình vuông, đưa hình tròn ảnh thành tròn à. Và Ngọc khuyên nên là như vậy. Nên là như vậy chứ đừng có trào ra khỏi cái khuôn như người đạo diễn muốn. Anh vô để anh phục vụ vì ở. Thành ra anh phải theo thế. Ngọc phải nhận là đạo đức diễn viên này cao, và mình muốn những học viên của mình cũng là nên như vậy. Anh có quyền sáng tạo, nhưng mà đừng quên là thoát khỏi cái sự, đừng có để lấn qua cái sáng tạo của tập thể. Ngọc nhớ Ngọc có nói cái câu chuyện mà Lộc làm Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Ngọc kể đi cho bạn này đừng có chối là thì có sáng tạo nhưng mà không có vi phạm gì vô cái hướng dẫn của đạo diễn hết. Không, thực sự ra là tại vì trước Lộc á, là bao nhiêu người đóng vai anh Trọng này rồi. Đi qua Philippines là Hữu Quốc đóng. Hồi đó trước khi đi là Quốc Thảo đóng. Mà bây giờ qua tới Mỹ đó thì thấy là rước Lộc đi để mà gọi là thấy có một cái vàng cho nó chắc chắn. Lộc với Leon là hai người nam độc nhất ở trong vở đó, còn đa số là phụ nữ thôi. Anh này vợ đi, vợ cũng là một tài năng đáng trân trọng, nhưng mà với anh cũng chỉ nghĩ là vợ là cơm bưng nước rót thôi. Thành ra anh nhìn những tác phẩm của anh trong tượng, trong tranh mọi thứ để anh tìm thử coi mình sáng tạo những phụ nữ này, nhưng mình đã hiểu hết phụ nữ chưa? Và mình đã hiểu hết vợ mình chưa? Và trong lúc anh cứ gặp hoài hỏi hoài, càng hỏi thì càng thấy bế tắc. Anh ta đi xuống khán giả, đi tìm. Thì Lộc nghĩ ra cái chuyện là thì tự trả lời luôn chính anh. Ai chỉ anh đây? Một cái hồn khác đang nhập vô cái bàn tay này để mà chỉ chính anh. Và từ cái bàn tay này mà chuyển qua hồn cô luôn. Thì phải nói là mọi người rụng rời trước một cái chuyện như vậy. Chúng tôi có tham dự một cái liên hoan sân khấu quốc tế về đề tài người phụ nữ châu Á. Đấy, vào năm mấy ha chị Ngọc? 2007 hay là 2010 vậy? Dạ. Tổ chức tại thành phố New York. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc có viết một cái kịch bản tiếng Anh đó là Missing Woman. Thì đó là người đàn bà bị thất lạc. Thì cái câu chuyện là như thế này. Nhân vật Lộc là một cái người đàn ông, là một anh họa sĩ. Có một cái người vợ là một nghệ nhân đàn tranh. Thì một buổi sáng tình cờ anh ta ngủ thức dậy thì không thấy vợ đâu nữa. Và anh ta phải bắt đầu vào một cái cuộc hành trình đi tìm người vợ của mình.
đi tìm cái người đàn bà đã từng chung chăn gối với mình. Thì cái vở kịch của chị Ngọc viết nó rất là trừu tượng, là bởi vì nó mang tính chất xuyên không, là trong cái quá trình anh ta đi tìm thì anh ta gặp lại tất cả những người đàn bà Việt Nam và những người đàn bà châu Á. Trong đó có gặp trên cái con đường đi tìm người vợ thì gặp bà Trưng Trắc, gặp Hồ Xuân Hương, bà Nguyễn Thanh Quang đó, phải không chị? Không có bà Nguyễn Thanh Quang, bà Hồ Xuân Hương. Bà Dương Văn Nga. Thì trong đó người đàn ông này có đi ngang một cái miếu, người ta thờ một cái con hồ ly. Thì cái đó là nhân vật Hồ Nguyệt Cô. Hồ Nguyệt Cô là một cái câu chuyện Trung Hoa, nhưng mà nó là một trong những cái tích tuồng, hát tuồng truyền thống của nghệ thuật sân khấu Việt Nam từ bao nhiêu lâu đời, là cái tích Hồ Nguyệt Cô hóa cáo đó. Quý vị mà biết về sân khấu dân tộc truyền thống thì quý vị sẽ biết cái tích truyện này. Thì cái anh này anh bước vô anh thấy có một cái tranh thờ như vậy. Tại sao người ta lại thờ cái người đàn bà hóa cáo này? Thì anh ta mới chạm cái tay vào cái bức tranh đó, thì bỗng nhiên cái hồn của con cáo đó nhập vào ảnh. Hồi xưa thì nhân vật này là các nữ nghệ sĩ đóng, hai chị Minh Ngọc. Nhưng mà khi mà tụi này đi đó, nó có một cái điều kiện là, một cái điều kiện bất lợi là chúng tôi phải tiết giảm biên chế rất là nhiều. Đó, thành ra không thể đi với một cái lực lượng quá đông như vậy được. Thì Lộc mới có cái đề xuất với chị Ngọc. Chị Ngọc ơi, bây giờ nếu mà để một người phụ nữ đóng nữa, một diễn viên nữ được, thì em e là nó sẽ không có lung linh cái vở diễn của mình. Nó sẽ không có, nên là nó không có phong phú á. Cái mình mới đề nghị với chị Ngọc là được không được thì thôi nha. Tại sao chị không cho con Hồ Nguyễn Cô nó nhập vô em đi? Em diễn Hồ Nguyễn Cô cho con coi. Đó, thì như vậy thì về mặt cái tính khái quát á, thì nó cũng có một cái ý tầng nghĩa khác, là tại vì trong câu chuyện của chị Ngọc viết là cái người đàn bà này cảm thấy một bỗng nhiên phát hiện mình cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình, cô đơn ngay với người đàn ông đang chung chăn gối với mình. Nhưng mà đã có mấy người đàn ông nào hiểu được người đàn bà bên cạnh mình cô đơn như thế nào đâu. Chỉ có người đàn ông sống thử một lần, sống trong thân phận của người đàn bà, người đàn ông mới hiểu được bi kịch của người đàn bà như thế nào khi phải đối mặt với sự thờ ơ của người mà mình yêu. Thì dĩ nhiên chị Ngọc đồng ý, chị Ngọc hiểu làm thử, nếu chị coi được thì chị để. Đó. Thì thiệt ra cái đó làm Lộc rước cái dại của mình đó quý vị, bởi vì mệt quá. Chị, nó cũng sẽ là một cái lớp hay, là bởi vì nè, ở trong hát bội á quý vị, nó có cái đoạn là khi tiết giao đặt cái viên ngọc thì Hồ Nguyệt Cô chạy theo, trả ngọc lại cho ta, trả ngọc lại cho ta, và giằng co trên cái nền nhạc trống tu. Thì hai nhân vật giằng co dùng động tác vũ đạo rất là đẹp, nhưng mà đó là một tiết giao đàn ông, và đó là một người phụ nữ đóng vai Hồ Nguyệt Cô. Nhưng ở đây người ta thấy chị Ngọc đáng là một người phụ nữ lại đóng vai tiết giao, Lộc là một người đàn ông đóng vai Hồ Nguyệt Cô, động tác khác hẳn. Thành Lộc thì rất là dịu dàng như thế này, chị Ngọc đáng thì rất là cứng nhắc như thế này. Thì rõ ràng đối với người phương Tây, người ta đâu có hiểu lời thoại mình, người ta đâu có hiểu. Nhưng mà qua cách diễn xuất bằng hình thể, bằng thần thái trên gương mặt, thì người ta hiểu, ô, người đàn bà này đang là một người đàn ông, và người đàn ông này đang là một người đàn bà. Đó là trò diễn. Hình như em có bị máu đạo diễn trong người đó chị. Thành ra em mới nghĩ đó là cái trò diễn. Thì nó sẽ tạo cái sự tò mò, ô, có cái gì bất thường ở đây. Thì nó làm cho người ta tập trung chú ý vào cái đó. Thật sự thưa quý vị, diễn kịch cho người nước ngoài mình phải biết những cái thủ thuật như vậy, tạo sự bất ngờ và tò mò cho người xem. Chứ bây giờ cái hai người nó qua nó lại, người nước ngoài ai hiểu mình nói cái gì. Thì chỉ có bằng trò diễn thì người ta mới hiểu được. Thiệt sự Lộc phải cảm ơn chị Ngọc, là chị Ngọc đã cho Lộc làm cái điều đó. Cái người đạo diễn họ giỏi cái chỗ này, là họ biết phát huy cái sở trường sở đoản của người diễn viên. Nếu mà nói là Lộc làm để cho thỏa mãn cái cơn làm nghề của Lộc, là Lộc lớn ác đạo diễn, không phải đâu. Tại vì thứ nhất là chị Ngọc phải thấy cái điều đó Lộc làm là hợp lý. Đó, và nó càng làm tăng thêm cái giá trị của cái vở diễn của chị. Cho nên cái sự tương tác giữa cái người đạo diễn và cái người nghệ sĩ là chỗ này nè, tức là mọi người biết dẹp cái tôi của mình xuống và biết sử dụng cái tôi của mình ở chỗ nào để cùng nhau nâng nhau lên. Cái người đạo diễn mà giỏi là cái người đạo diễn biết xỏ mũi các anh diễn viên để kéo cái tài năng của anh đó để phục vụ cho ý tưởng dàn dựng của mình. Thì bạn này bà đang xỏ mũi Lộc,
bởi vì sau một cái nào nói chơi nghe quý vị, tức là chị biết điều khiển Lộc để chị điều khiển được cái năng lượng đó của Lộc phục để phục vụ cho cái sáng tạo, cho cái vở diễn của chị. Thiệt ra suy cho cùng chị Hạnh là chị giỏi chứ không phải em giỏi, tại vì em giỏi là em giỏi cái chuyện tài năng vặt của em, nhưng mà chị biết sử dụng cái vặt đó của em cho cái hay của chị. Nhưng mà có một cái bài báo Ngọc quên ai viết rồi, nhưng mà có nói là trong cái gia tài rất nhiều vai hay của Thành Lộc á, thì có lẽ cũng nên để Giấc Mộng Cây Vàng ở một chỗ trang trọng. Tại sao Hạnh biết không, vở đó hai nhân vật chính được giải Mai Vàng là Thành Lộc với Hồng Đào. Ngọc là đạo diễn Ngọc không được, nhưng mà Ngọc hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lắm là tại vì trời ơi, đâu phải dễ được giải Mai Vàng. Mà đã vậy Lộc sau đó, đó Lộc còn thêm mấy năm được giải Mai Vàng nữa. Mà mấy đứa này cứ ngồi nói với nhau, nói trời ơi sao kiếm không ra một cái anh kép nào. Cái Lộc mới nói bởi vì giải mới vô tay cái anh lùng này, anh nhỏ con này. Thì ra cũng đau khổ cho sân khấu. Sao mà đó. Nhưng mà Ngọc nhớ một trong những cái Mai Vàng đầu tiên của Lộc là trong Giấc Mộng Cây Vàng. Trong đó nó có cái đoạn, tại vì cái nhân vật của em là một cái anh kép hát, và anh có một cái khát vọng đã được làm tất cả mọi chuyện trên đời. Đó. Thì trong đó có cái chuyện là anh muốn được là một lần là Sứ Vân, nhân vật Sứ Vân giải dạy. Thì chị Ngọc mới mời cô Nga tới dạy, dạy cho em từng cái cách phát âm này kia, rồi cái cách cười sao sao vậy đó. Đó. Rồi từ xỏ chỉ luồng kim, rồi dệt lụa sao trên một cái nền trống gõ của chèo, nguyên một cái màn vũ đạo của chèo cổ. Đó. Thì rõ ràng chị Ngọc chỉ khai thác em nhiều lắm. Không biết chị Ngọc có phải là bạn thân của thầy Tỉnh không? Bởi vì thầy Lê Văn Tỉnh là cái người đầu tiên mà khai thác cái khả năng diễn xuất của em bằng, tức là bằng tất cả các góc nhìn, góc độ, một cái lăng kính đầy đủ của một người diễn viên á, tức là khai thác đến tận răng. Thì hầu như tất cả những cái vở nào mà chị Ngọc chỉ làm mà chị mời em đóng cho chị là chị đều kiếm cớ để chị tận dụng hết cái năng lượng của em có. Bởi vì nhờ như vậy em mới biết mình có khả năng gì. Mà Ngọc đã nói từ đầu rồi là con dao hai lưỡi. Bởi vì anh không khéo người ta sẽ nói ồ dở ra hay nhờ Lộc. Thành ra là nhờ, phải nhờ cứ mức độ nào, nhờ cho nó đáng. Tại vì á, thầy Tỉnh, nhắc thầy Tỉnh nói 1/3 cuộc đời người của người diễn viên là hình thể, 2/3 còn lại hình thể, 1/3 cuối cùng cũng là hình thể. Mà anh này cực kỳ giỏi hình thể bởi vì dân múa qua. Nhưng anh có học kịch, có nghĩa là anh biết đưa cái tâm lý vô, anh hợp lý quá cái hình thể đó. Chứ không phải là những cái trò khéo tôi bày ra không, mà còn cái tâm lý như thế nào. Cái Giấc Mộng Cây Vàng á, từ một cái tích nô là Giấc Mộng Nam Kha, thành ra trong phim Thành Tôn Người Nghệ Sĩ về ba Thành Lộc á, Lộc có diễn lại và có lập cái câu là Giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng cơn mất dậy thấy mình tay không. Là anh biết cái tích Giấc Mộng Nam Kha không? 5 phút thôi mà cả cuộc đời trôi qua. Cái nhân vật này ở một cái tích tùng nô thì đúng ra là Mishima đã hiện sinh hóa cái điều đó, và Ngọc gần như là Ngọc đã việt hóa lại để đưa một cái ý tưởng này là có một cái gối đó, anh nằm vô đó thì anh sẽ thấy là đời nó phù du lắm, và anh lúc đó là anh chỉ muốn chết. Vật chính trong đây đó là cũng lọt vô tình thế đó, nhưng mà lần này Ngọc gài riêng á là anh này là một anh kép hát, thành ra khi mà cái đám mà âm binh mọi thứ nó dụ anh á, anh lên tới đỉnh cao quyền lực rồi, nó nói kiểu như là thôi chết đi, thế đời phù du chết đi á, thì anh nói ủa tại sao tôi phải chết, cái chuyện chết với tôi đâu có lạ, tôi là diễn viên mà, tôi ở trên sân khấu thì là hôm nay tôi chết, hôm khác tôi sống, hôm nay tôi đàn bà, hôm sau tôi là đàn ông, và tôi chứng minh liền tại chỗ nè, mới tôi sẽ làm đàn bà cho coi nè. Thành ra đó hả, kêu tôi uống cái chén thuốc này hả, không nhớ ao cái Giấc Mộng Cây Vàng không, là tụi này á xé cái tường của 5B ra, là cái màn đó thường che lại đó, mở ra là đánh đèn lên những cái cây thiệt của 5B để thấy là chim chóc hót, thiên nhiên ngoài đời sống, còn tất cả mọi chuyện á là ảo của sân khấu, đưa người ta tới những cái có những cái suy nghĩ sai lệch mê muội, nhưng cuộc sống vẫn là quan trọng hơn tất cả. Mà cái đó thiệt sự ra đó là nghe Lộc đi Pháp về kể có thấy một cái đoàn như vậy. Thành ra chôn cái miếng đó luôn. Cái đoàn đó, cái đoàn đó, diễn đó, luôn ông sư đá Sài Gòn là diễn cái đó luôn đó, đó, đó. Diễn cái mà kéo cái màn, cái background của cái nhà hát đó,
có hệ thống, nó mở ra một cái là khán giả họ nhìn thấy ngoài đường phố Paris luôn. Thành ra cái nguyên cái đường phố Paris xe chạy này kia, rồi công viên này kia, tất cả mọi thứ này kia, và nó trở thành một cái phong hậu cho toàn thể diễn viên của cái vở đó, nó nhìn thích lắm. Dạ. Cái vở Giấc Mộng Kê Vàng của chị Minh Ngọc viết đó, từ cái tích truyện nô của chị Ngọc cũng là một trong những vở mà em rất là thích trong cái hành trang nghệ thuật của mình. Cái câu chuyện mà chị Nguyễn Thị Minh Ngọc chỉ kể trong cái vở kịch đó nó cũng rất là phiêu chị. Nó xuyên không ghê lắm. Bây giờ điện ảnh mình nó phim xuyên không trong cái gì mới. Thiệt ra sân khấu xuyên không từ lâu. Nghệ thuật sân khấu đã xuyên không từ đời nào rồi. Điện ảnh là sau này thôi. Nghe nè. Hồi nãy chị Ngọc có nhắc đến cái chuyện mà nghệ sĩ, chị nói em giống như một cục bột. Thì thật ra cái ý tưởng này em lĩnh hội được từ một cái người thầy trong nghề sân khấu của mình là thầy Dương Ngọc Đức. Đạo diễn Dương Ngọc Đức, ông là người Hà Nội. Thì ông có nói một cái điều là người ta hay cứ hỏi là như thế nào là một diễn viên giỏi. Thì ông nói là diễn viên giỏi là một loại bột hảo hạng, tinh chất mà người ta có thể ép vào bất cứ một cái khung, cái khuôn nào, nó đều ra cái khuôn đó hết. Thật ra đó là bây giờ nếu mà nói là ai thao túng ai là mình cãi tới tối luôn. Đúng chị, cãi tới tối á. Nhưng mà cuối cùng khán giả là người được lợi. Yeah. Đó, mà nhất là hai bạn. Chứ nếu mà người khác á, người ta nhìn tài chênh nhau, rồi cái phong cách quản lý hay là hướng dẫn đồ nó khác nhau. Còn này nghe nhau và biết gọi là nhường nhịn nhau nữa để mà đạt tới một cái hiệu quả cao hơn. Thì mình vẫn muốn quay lại là những ngày đầu tiên mà các bạn ra trường cùng với nhau, cũng là những người sau này người ta nói là những người có ăn học. Đó, thí dụ như là có lúc Ngọc nói là cô Bảy Phùng Há nói cô Ngọc coi vậy chứ tôi tên tuổi gì chứ tôi không có được học. Tôi không có được học trường lớp đâu. Cô có gì cô chỉ tôi. Nghe nó tồn sống, tự làm xương sống. Không, nhưng mà không phải là diễn mà cái đó là thật. Bạn nói thiệt. Dạ. Thì thật ra đó, mình muốn hỏi là các bạn khi mà một người ra trường là đạo diễn, một người là diễn viên mà vẫn có thể cùng với nhau, mà từ cái khi mà từ trường về tới 5B Võ Văn Tần hay là đi làm câu lạc bộ thể nghiệm gì đó, là mình lúc đó là mình chưa có thành danh gì hết đó, thì cái cuộc phối hợp hồi đó với lại bây giờ nó có khác nhau nhiều không? Có những cái năm 80 mấy đó, một nhân ngày báo chí đó, có hai sự kiện lớn của sân khấu thành phố mà rốt cuộc rồi cũng có dính Ngọc và Lộc vô trong đó. Thứ nhất là cái vở Dư Luồng Chúng, nhân ngày báo chí mới ra một cái vở vậy. Rồi Lộc là coi như là khó khăn bên đoàn trẻ, văn khỏi đoàn trẻ tốt nghiệp, tấp về cái vở Dư Luồng Quần Chúng đó là cùng làm. Trong cái giai đoạn anh em làm với tinh thần là ra trường khó làm việc, nhóm đạo diễn mới tụ tập nhau lại để cùng làm vở, cùng đi bán từng cái vé để có một cái tiết mục như vậy. Rồi một cái chuyện nữa là Tuổi Trẻ Cười Sống. Đó, em định nhắc gì cái đó đó. Trời ơi, không thể quên được. Bởi vì nãy nói là Ngọc đủ nghề, mà Ngọc vô Tuổi Trẻ Cười Sống, Ngọc có thêm nghề gì biết không? Hậu đài. Toàn gánh nó có cái rương à. Chứ chất vô đó, thời gian đó phải nói đó, mọi người cứ nghĩ là mình giống như là trưởng nhóm là kiêng luôn, phải kiêng đồ á. Và lúc đó Lộc chưa vô. Là thành viên em út á. Chứ cái giai đoạn đầu á, là cũng thứ dữ không à. Chị Minh Ngọc nè, anh Thành Bạch Xuân Hương, Tất Mi Loan, Tất Mi Loan, Bích Thủy nè, Đoàn Khoa. Đoàn Khoa. Đó. Anh Minh nữa. Anh Minh Bút Chì. Đúng rồi, Anh Minh Bút Chì là theo suốt từ đầu á. Đó, em là sau này thôi chị. Nhưng mà Lộc là có một kỷ niệm nhớ cái vụ mà đang diễn cái Xíu Cái Đùng không? Nhớ. Thời đó là còn có chị Minh Phượng nữa. À, Tuổi Trẻ Cười Sống, thưa quý vị, nhiều người không biết nữa ha. Hồi xưa là báo Tuổi Trẻ, rồi có thêm một cái tờ báo phụ nên là báo Tuổi Trẻ Cười. Trong cái Tuổi Trẻ Cười đó có quá nhiều những cái tiểu phẩm viết vui quá đi. Sinh viên từ trường sân khấu nè, các anh chị đạo diễn diễn viên nè, đó mới tập hợp lại thành một cái nhóm là diễn minh họa lại tất cả những cái tiểu phẩm đó ở trong cái tờ báo đó ra thành Người Thật Việc Thật. Và đi diễn khắp nơi mà không ngờ đã thành công quá trời quá đất đó. Không bán vé, không có bán vé, chỉ diễn phục vụ thôi. Nhà máy, trường đại học này kia đi khắp nơi diễn, xong ai cho nhiêu cho
Diễn vui ơ là vui luôn thưa quý vị. Đó là cái tiền đề để sau này có cái chương trình Những Người Thích Đùa đó. Thì có cái một kỷ niệm vậy nè, chị Hạnh, chị Hạnh không biết nè, chị Hạnh cái này chưa bao giờ được biết nè, là đó có một cái tiết mục là quảng cáo trên TV. Thì Lộc là cái người quảng cáo dầu gội đầu. Có một thời gian mà có dầu gội đầu đồ giả đó quý vị. Dầu gội đầu mà chất lượng kém, sản phẩm kém chất lượng, cái người ta gội mà không có thấy mượt tóc gì hết, mà nó cái tóc nó càng đụng thêm. Thì Lộc là cái người là bị hói tóc do gội đầu như cái sản phẩm kém chất lượng đó. Bịt một cái ruột của cái trái banh mà người ta đá banh đó quý vị. Đó, bịt lên hết nguyên cái đầu luôn. Xong nó mới đổ cái đầu tóc giả lên. Mới quảng cáo, dầu ở đâu vậy đó, dầu ở đầu, mực tóc thì cái này đó, giờ đã khá là vậy. Rồi xong rồi cái mới quá trình làm, rồi mới tình cảm mới rớt cái đầu tóc giả xuống, nó mới lòi ra cái đầu trọc. À, tức là cái thằng nó đi quảng cáo cái dầu ở đầu mà bản thân nó không có còn tóc nào hết. Đại khái cái ý nó là như vậy. Nhưng mà cái bữa đó diễn ở trong một cái trường đại học mà cái hội trường nóng quá. Cái thời đó diễn không có máy lạnh gì hết trơn đó quý vị ơi, nó nóng vô cùng nóng. Mà bản thân Lộc là cái người mà mồ hôi đầu nhiều lắm. Mồ hôi đầu đó nhiều. Thì mồ hôi nó không có thoát ra được. Oxy nó không có thoát ra được luôn. Khi nó bích chịch. Cái tự nhiên mà cảm giác lạ lắm nha. Mới có dễ sử dụng dầu gội đầu. Cười. Rồi cái người Lộc đang vậy nè. Cười. Ngã râm. Bất tỉnh nhân sự luôn. Mà cái đó là do cái não bị thiếu oxy rồi. Cái bị. Mà cái khi mà kể là sau này là nó là. Lộc cảm giác được mà đang nhìn khán giả như này, nó giống như là cái màn hình vô tuyến á, mặt nó mới bị cúp điện cái đó, nghèo, nó tắt lại vậy đó. Thì lúc đó khán giả lăn đùng ra cười, tưởng đó là miếng diễn. Tại vì em ngã như là chị ngã 45 độ luôn. Khi mọi người cứ tưởng, khán giả cứ tưởng đây là cái đó là miếng diễn của em. Vỗ tay á. Mà nằm hoài, không có ngồi lên nổi, bị xỉu mất tiêu. Khi mọi người lâu bất tỉnh mà đâu có tỉnh đâu. Cái tự nhiên cái mọi người chạy ra sân khấu có nhìn khán giả. Khán giả dẫn từng đó là tiết mục. Cái mọi người ta là lại lại em vậy, lại. Cái... em còn nghe bên lỗ tai nói dứt cái đầu đó ra. Cái... lột cái đầu ra cái em tỉnh liền lập tức. Mà em còn không biết em xỉu nữa chị. Vừa mong ra cái ngòn vậy. Cầm cái tay vào cái đầu làm tiếp. Em hoàn toàn không có một cái khoảng lặng nào mà em tưởng, em biết là em xỉu. Không, bữa nay mới nghe đó chứ. Ủa chưa nghe cái vụ đó. Chị thấy có một cái tác phẩm mà hai bạn làm chung mà rất đặc sắc, tức là viết lại cái ký sự cuộc đời của Thành Lộc mà là Minh Ngọc viết. Cái đó thiệt là đặc biệt. Thì hai bạn kể về cái cuộc hợp tác đó. Thứ nhất, em xin lỗi nè, đó là sách của em, cho em nói trước. Nói đi. Đây cuốn này đây. Này, đây là cuốn này. Đó. Lúc đầu á, nhà xuất bản người ta mời em viết thì thứ nhất là em lười viết lắm chị Hà Nội, em lười vô cùng vô tận. Em thích viết mấy đoạn văn thôi, chứ còn mà viết về đời mình là không nhớ viết. Là một cái, thứ hai là viết người ta cười, thứ ba là viết sợ bị tiền bối chửi. Cái thằng Thành Lộc này là cái thằng gì mà mày đặt viết hồi ký, nghề nghiệp mày tới đâu, cuộc đời mày trải qua là cái gì mày viết hồi ký cho ai coi, đâu có dám đâu chị. Đó, sau này cái nhà xuất bản cứ có những cái lý do thuyết phục mà em thấy hợp lý. Cái cách nghĩ của mình vẫn là cách nghĩ cũ, là mình phải là một người thành đạt, mình phải là một người nói một cái là phun châu nhã ngọc, mình không phải là cái người có những cái đỉnh cao trong nghệ thuật thì mới có quyền viết hồi ký. Khi nhà xuất bản thuyết phục em thấy mình viết về sự thất bại của mình cũng được vậy. Cũng được vậy, bởi vì cái đó nó cũng cho cái người đi sau mình, người ta cũng né cái sự thất bại của mình. Mà trong những cái sự thất bại đó đôi khi có cả sự kiêu cười, kiêu hãnh, ngượng nâng hấu đá vân vân và vân vân. Vậy đó, thì em mới nghĩ nếu mình đứng ở một góc nhìn khác, một quan điểm khác thì mình viết theo kiểu đó cũng được. Nhưng mà lùi quá chị, tại vì nó rất show nhiều. Đó, show nhiều, chậu nhiều, công việc nhiều quá, dự án nghệ thuật nhiều quá. Thì người ta mới nói vậy thì anh Lộc có đề xuất ai là ngồi chấp bút cho anh hay không? Chứ em mới nói là thiệt sự mà nói, cái người mà gần với anh nhất trong khoảng một thời gian rất dài mà anh tin là có thể hiểu được cái nết của anh
phải dùng từ cái nết luôn quý vị, phải hiểu được cái nết của anh, chỉ có bà Ngọc thôi. Đó, thì tại vì nó cùng nhau về nhiều lĩnh vực, cách cái cách suy nghĩ về làm nghề và cái cách suy nghĩ về vận hành chính cái bản thân mình để tồn tại trong cuộc đời, nó cũng ná cách gì giống nhau, thì bà Ngọc mới hiểu được. Đấy, thì may quá là chỉ nhận lời. Chỉ nhận lời, mà lúc đó là chị đã đâu có sống ở đây nữa hả chị Ngọc? Lúc đó chị Ngọc đã sống ở nước ngoài rồi. Đó, cho nên lại là một sự gian nan nữa. Lần nào chị về mới tranh thủ với nhau ngồi kể chuyện cho chị nghe. Rồi tôi chỉ chấp lại, từ 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 nó ra chuyện. Nhưng mà thiệt sự mà nói, ở trong đây Lộc có chỉnh sửa nhiều không? Cũng có một vài chương Lộc chỉnh, Lộc sửa. Nhưng mà gần như là 85% là văn phong của chị Ngọc hết. Có một cái điều rất lạ lùng là Lộc đọc mà Lộc còn hết ngạc nhiên là ủa, cái này hoàn toàn là chị Ngọc chỉ viết nha, nhưng cái giọng văn này vẫn là giọng văn kể của mình, vẫn là nếu như mình viết thì mình cũng sẽ viết cái kiểu này chứ không thể khác được. Thì mình mới phân tích hôm bữa, trong cái bữa ra mắt sách của chị Ngọc, mình còn nói tại sao chị Ngọc chỉ làm được cái chuyện đó, bởi vì chỉ có cái nghề diễn viên. Cái nghề diễn viên là cái nghề hóa thân vào đời sống của người khác, cho nên khi Lộc kể cái chuyện của Lộc, suy nghĩ của Lộc, quan điểm của Lộc, cả về nhân sinh quan, đó, thế giới quan, tất cả mọi thứ, thì chị đã nhảy vào trong cái hình dạng của mình, chị ngồi rồi, để chị nhắm mắt lại và chị tư duy theo kiểu của Thành Lộc. Cho nên khi chị viết, nó ra y như cái văn phòng của em muốn viết. Thì cái này là thành công thuộc về chị Ngọc. Cho nên nhiều khi cứ ai gặp Lộc cũng nói là thuộc có hồi ký của Lộc thế này, còn Lộc thế kia. Rồi đọc mà thích thì cái này thiệt ra mà nói, nhìn kỹ là cái bìa đi. Nguyễn Thị Minh Ngọc đó, không phải Thành Lộc đâu. Cái này là của chị Ngọc chị biết đó. Còn lại là có một cái cuốn phim mà Ngọc đi làm về bác Thành Tôn. Đó, cũng lại là một cái câu chuyện hay mà Ngọc kể thì thấy là nó rất là hấp dẫn. Cái phim thật ra bên đó người ta đặt 30 phút. Nhưng cuối cùng nói là sắc lại còn mười mấy phút thôi. Tại vì thấy là có những cái không cần nói nhiều. Cũng như trong gia đình bác á, là đâu có đưa hết những người con vô. Khi lấy cái tựa Thành Tôn người nghệ sĩ á, không phải là chân dung của cá nhân của ông Thành Tôn nữa, mà gần như tiêu biểu của một cái thế hệ, của một cái nghệ thuật mà bây giờ cũng đang rất khó khăn. Nhưng mở đầu là cảnh ông già ngồi vẽ như cái mặt hát bội. Thành ra làm cái đó có nhiều cái nó cảm động lắm. Những cái chi tiết như là đầu tiên cái ngày đó đưa ông đi về quê á, lẽ ra là có Bạch Long đi, nhưng sao ông nói ông đi mình là hết hồn rồi đó. Đi như vậy rồi tới cái nơi hồi xưa mà ông là cái sân khấu của ông á, là cái nơi mà của dính líu tới ông Phan Thanh Giảng á, bây giờ là cái đống gạch vụn. Nói trời ơi giờ sao quay. May quá trời ơi, ông ra ông búa giỏ. Ông lúc đó cả không biết một cái hoài niệm làm sao á, mà cái khí chất thanh niên nó trở lại ông sao á. Ông búa giỏ, rồi đến cái chỗ sân khấu hồi xưa là chỗ cái đình miếu diễn, bây giờ nó chất đầy quan tài. Ông tới ông rờ, thì tụi này chộp liền. Rồi có những cái bà khán giả bây giờ già lắm rồi mà bà nó nhắc hồi xưa, rồi kép Thành Tôn đẹp trai, rồi có cô Đào kia mang giày cao gót rồi đó. Mình thấy cả một cái người ta vẫn còn sống được trong một cái không gian như vậy. Và có nhờ Lộc làm lại, hồi nãy Ngọc mới đọc hai câu đó. Nghĩa là người con này, rồi Bạch Long thì đi đào tạo, rồi Bạch Lý thì đánh trống, còn chị Lê thì cũng không thể không nhắc. Đó. Thành ra là làm cảm xúc đó. Làm phim nó mình cảm giác là mình cũng may mắn. Tại vì trước khi làm Ngọc được đọc cuốn hồi ký của ông, dày gấp 800 trang mà trang A4 bự vậy nè. Đó, bữa hôm Ngọc hỏi Bạch Lựu như Bạch Lựu còn giữ đó. Thật ra là chị thấy chị Minh Ngọc nhắc rất là nhiều tới những người thầy, là mình cảm thấy là nói là cái người đó có ăn học. Thực ra là không phải là bằng cấp, mà là học được ở những người thầy. Cũng không phải là nó làm một cái khuôn rồi biểu mình làm giống y như vậy, mà là nó trang bị cho mình một cái nền để mình cất cánh lên. Thì chị Ngọc hay nhắc tới thầy Đoàn Bá, thầy Tỉnh, rồi cô Tường Trân đó. Thì không biết là các bạn có những cái kỷ niệm nào về những cái người thầy này khi mà mình học chung với nhau như vậy không? Bản thân em được may mắn học cô Tường Trân một học kỳ về diễn viên. Rồi
em cũng hay tranh thủ những cái giờ mặt mình không có lớp á, khi đứng ở ngoài hành lang á, đến vô cửa sổ coi cái lớp chị Đàm Loan học, là lớp Đàm Loan là thầy Bá dạy đó. Rồi cái rảnh rảnh cái lại chui băng qua đường vô để vô hội trường lớn để xem lớp anh Thành Hội, anh Khánh Hoàng học thầy Thành Trí. Thế là chính nhờ như vậy đó mà cứ mỗi một thầy cái mình học chút ngoài thầy chính của mình là thầy Lê Văn Tĩnh. Nhưng mà qua đó em có đúc kết được một cái điều hay nè chị. Mấy thầy đó không có thị phạm nhiều. Cái những thầy bà mà được đào tạo chính quy á, thì người ta có một cái phương pháp dạy là người ta gợi ý, chứ người ta không thị phạm nhiều. Thành ra rất nhiều học trò mà cái thế hệ của tụi em trở về trước của các thầy cô đó đó, người ta sẽ không biết tụi em là học trò của ai đâu. Bởi vì khi mà những cái người thầy mà dạy người ta có phương pháp chính quy đó chị, người ta không bao giờ để cho cái người học trò diễn giống người ta. Em có học thầy Bá giờ nào đâu chị. Em toàn học lớn không? Học lớn qua tác phẩm rồi em đi vô đoàn Kim Cương. Thì hồi xưa thầy Bá hay dựng kịch của đoàn Kim Cương lắm. Đó. Rồi em vô những cái vở nào của thầy Bá là em coi hết. Rồi thầy Bá dựng Đại Ngọc Công Sơn, những cái vở Tuần Cải Lương của nhà hát Trần Hữu Trang em cũng đi coi. Để em thấy là ồ, thầy Bá dựng cải lương khác mà dựng kịch nói khác nha. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Đó vậy đó. Rồi khi mà tụi em có cái sân khấu IDCAP thì bản thân tụi em cũng mời thầy Bá về dựng vở mà. Thầy Bá đã từng dựng cho tụi em vở Khúc Nguyệt Cầm do chính thầy Bá là tác giả. Tụi em mời thầy Thành Trí dựng vở Bóng Ma do chính thầy Bá cũng là tác giả kịch bản luôn. Thành ra thiệt sự mà nói là tụi em chơi khôn á, tức là mời những người thầy đó về dựng vở để ngồi mà học. Thành ra ngay em nghĩ là trong công tác đạo diễn của em bây giờ là cũng mang dáng vóc của rất nhiều thầy, nhiều bà mà em đã học lớn của họ. Thật ra đó là trong cái giới mà là tác giả rồi diễn viên rồi đạo diễn á, Lộc, chị thấy tìm một người mà ngọc trong đa này là khó lắm á. Ngọc trong đa hả chị? Chứ không phải ngọc trong đá. Đa này là đa năng ha, đa chức năng ha. Là đa đoan. Đa đoan nữa. Mà hôm bữa mà ra mắt sách á, lại nghe là Lộc nói là Lộc cũng điên giống Minh Ngọc. Phải không? Hai người này là cùng điên, phải không? Điên à? Không, em nghĩ là chị Ngọc điên hơn chị. Tại vì em điên mà em còn biết lùi, em biết dừng lại để mình an toàn. Chứ chị Ngọc là không biết ạ. Là chỉ có thể thấy trước mắt là cái hố đó mà chị vẫn đi á. Chị vẫn đi á. Chứ mà nhiều khi nhiều người ta chặn chị lại, đừng đi như lao vô cái hố đó thì nó... thì phải đi mới biết té hố đó làm sao, cái kiểu dạng vậy đó. Thì em nghĩ là chị Ngọc cũng là từ một tiếp người can đảm, nhà can đảm, bởi vì hay là tại vì cái trái tim nó bị tổn thương quá rồi cho nên bây giờ không có khái niệm tổn thương là gì, phải không chị? Ra đó thì như Ngọc nói nhiều lúc á là Ngọc vẫn mong mơ một cái điều là nói giùm những người không nói được, mà nhiều khi là phải lăn ba vi bộ mới nói được giùm mấy người đó. Tại vì những người không nói được đầu tiên là những người chết. Nhân kể Lộc luôn. Vô được cái nơi có để cái poster hình Tiên Nga. Thấy hình Lộc. Chị là chị đang nhắc tới đền thờ cụ Nguyễn Đình Chiểu phải không? Dạ. Yeah. Tự nhiên nước mắt nó chảy ràn rụa lúc mà thấy bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Con Dùa. Yeah. Thấy đúng là họ đây đúng là những người mà mình muốn viết về nè, mà phải cảm ơn Thiên Nga, tại vì người Ngọc đã chứng kiến mà cảnh mà trên đây rồi đọc cái từng câu của Văn Tế Cần Duộc mà dưới khán giả vỗ tay từng câu, là họ được học, đó là những sinh viên họ được học trong lớp, mà có mấy đứa ở nước ngoài nó nói mắc gì bà về thấy bệnh nó bà khóc như vậy, tự nhiên à, không ngăn được mà cũng không diễn, không phải diễn với ai. Rõ ràng, nói thì nói gì á, chứ không có tập thể làm sao ra được Tiên Nga. Cá nhân mình chỉ quạt quẹt một số câu gì làm sao ra được. Chỉ là mình tâm đắc một số câu, rồi mỗi bạn góp một tay vô. Tâm đắc nhất là cái bao giờ sóng lặng biển đông, bao giờ con lạc cháu hồng nạn qua. Mà nhiều khi viết câu đó cũng ứa nước mắt. Mừng lắm là thấy vở câu đó được nhồi trong vở mấy lần, đơn ca có, hợp ca có.
Thế nên nhiều khi cũng không phải việc gì lớn lao, chỉ là những việc nhỏ nhỏ vậy thôi mà làm được là vui à. Khóc là khóc vui á Hạnh. Có chị Ngọc ngồi đây thì Lộc cũng chưa có dám nhận mình là tri kỷ hay là bạn tri âm gì với chị Ngọc hết. Tại vì với Lộc, chị Ngọc vẫn là một thế hệ đi trước, vẫn là đàn chị của mình. Tuổi đời, tuổi nghề có cách nhau. Nhưng mà rõ ràng, cái vở gì mà cô chị làm ra em coi em hiểu hết. Và cái gì mà em làm là chị đọc được hết. Cái ý tưởng em muốn làm gì thì nó có một cái sự hiểu nhau. Thì như vậy nó phải có một điểm chung. Thì chắc có lẽ là trong đời sống, trong cái suy nghĩ, chúng ta có những cái sự hoài bão, sự trăn trở nó giống nhau. Bởi vì tụi mình học cùng thầy, cùng một thế hệ thầy bà đó. Dạ. Rồi khi mình ngồi trà dư tửu hậu với nhau, mình ngồi mình nói chuyện về một vấn đề về thời cuộc, nó cũng giống nhau, cũng góc nhìn nó cũng giống nhau. Vậy đó, thành ra chính vì vậy mà nó thể hiện qua cái tác phẩm. Cho nên nhiều khi em với chị Ngọc rất ít gặp nhau, nhưng mà đọc cái kịch của chị hay là chị xem cái vở của em là có thể hiểu được tâm ý của nhau rồi. Thì tri âm tri kỷ không có nghĩa là phải tay bắt mặt mừng gặp nhặt nhau hoài hàng ngày thì mới là cái tri âm tri kỷ được. Thì thôi, ít ra thì mình là tri âm tri kỷ trong nghệ thuật cũng là điểm may mắn lắm rồi. Đó. Và bởi vì thật ra trong trong cái thế giới nghệ thuật thì tìm gặp nhau hơi bị khó. Dạ, tìm gặp nhau bị khó. Em đang nói về tư tưởng. Tìm gặp nhau hơi bị khó. Cũng như hôm vừa rồi khi mà ra mắt xong cái Giáng Hương thì anh Thành Hội với lại anh Như chạy lên sân khấu ôm em mà nói câu này nè. Nói câu này nè. Vậy là từ nay chúng ta đã có đối thủ rồi nhé. Chúng ta có nghĩa là ảnh như là Thành Hội, anh Như và em á, là đối thủ của nhau á. Thì chị nghĩ cái đó là tri âm tri kỷ không? Cũng có một góc độ nào đó. Đó, cái đó là tri âm tri kỷ đó. Bởi vì giống như là hai bạn đó đồng cảm với cái tác phẩm của mình. Và khi mà em nói cái điều là chúng ta có thể chết từ cái ý tưởng của cái bài ca cuối cùng của trong những người khốn khổ mà trong cái buổi đó mọi người hát, thì em mới link tới cái ý tưởng là chúng ta có thể chết ngày hôm nay để cho một cái điều gì đó tử tế của ngày mai. Đó, thì có lẽ các bạn đó đồng cảm được. Trên anh họ nói ôm em dễ như ôm em cũng đã là từ nay chúng ta là đối thủ của nhau. Thì một cái câu đó rất là dễ thương. Theo em đó là một câu nói rất dễ thương, rất chân thành, dễ thương. Thì em nghĩ tụi mình vậy là hạnh phúc rồi, phải không chị? Mình nói chuyện thân với lại Minh Ngọc, cái mình cũng nói chuyện thân với Lộc. Mình thấy là có những mối quan tâm chung, có những hoài bão chung. Và quả thật là những cái gì mình làm á, là mình rất là dễ đồng cảm. Và cũng có thể có những cái ví dụ như là Ngọc chưa thấy cái này là Lộc làm hay, thì Ngọc cũng hoàn toàn là sẽ sẵn sàng để nói ra. Và cuối cùng thì mình thấy rằng là có những người đồng cảm với nhau một cách sâu sắc như vậy đó. Mình chưa biết kêu là cái gì. Nếu mà Lộc nói là không phải là tri âm tri kỷ thì mình chưa biết kêu là cái gì. Ngọc quá thì Ngọc nhớ, nãy giờ nói Ngọc nhớ một câu thơ của Nguyễn Trãi. Cũng nhân tâm ấy, há thiên lý nào. Hiểu rồi đó. Bây giờ tại sao mà Lộc chơi với chị Ngọc được rồi? Bây giờ tìm ra được lý do rồi. Bởi vì như vậy nè, tại vì thật sự mà nói trong cái số lượng bạn bè mà Lộc có trong từ khi mà mình bắt đầu bước vào đời tới giờ, người lớn tuổi hơn Lộc nhiều lắm. Lộc toàn chơi với người lớn tuổi nhiều đó. Dạ đúng như vậy thưa chị, bởi vì mình chơi với người lớn tuổi hơn mình lĩnh hội ở họ nhiều cái kiến thức mà mình không có đó. Thí dụ như bây giờ em nói thiệt, ngay cả chơi với chị Hạnh cũng vậy, có những cái vấn đề mà nó ngoài cái tầm hiểu biết của em mà em phải nói chuyện với chị em mới lĩnh hội được, em mới biết được, chứ đâu phải cái gì mình cũng biết đâu đó. Thành ra mà chị này chị đã cho em nhiều cái nền tảng về triết học khác mà em đã biết, mà chỉ còn cùng làm nghệ thuật với em nữa. Cho nên chị lại cho em rất nhiều thứ mà em phải bổ sung vô những cái nào mà nó còn lõm vô trong cái não của mình. Đó, thành ra cái điều đó rất là có lợi cho em. Mà không phải mình nói cao cầu,
nói như kiểu mấy ông già cao cầu, nhưng thật sự ra có mình có người yêu chung chứ, khán giả, mà khán giả Sài Gòn, mà khán giả Nam Bộ, mình không phải mình phân biệt vùng miền. Nói như là trong Giáng Hương nè, chén cơm mình ăn là của khán giả cho, mình sống được bây giờ chắc nên khoe chuyện này nha. Dạ. Nữa bắt đầu đa đoan tập mới, chuyện này đã dứt rồi mà nghe đồn là được lên lịch của Thiên Đăng rồi, là con dở Ngọc Viết ở đây 10 năm. Một hôm Hữu Châu nói cô ơi, cô cho em dở đó, em làm cho Thiên Đăng. Trời ơi, mừng hết biết vậy đó. Thôi khoe đi, khoe đi, khoe đi. Mà trong đó là dạ thưa đúng quý vị, trong cái dàn kịch mục sắp tới của Thiên Đăng thì cũng sẽ có một cái vở của chị Nguyễn Thị Minh Ngọc. Thì nghệ sĩ Hữu Châu sẽ là người đảm nhận cái vai trò đạo diễn này. Mà nghệ sĩ Hữu Châu cũng răn đe Thành Lộc là sẽ phóng cho Thành Lộc một vai đó. Cho nên cái cơ hội, cho nên cái cơ hội mà chúng tôi lại tiếp tục làm việc là đó là một tương lai gần đó. Mà cái đó là chuyện của Hữu Châu, chứ còn cái chuyện của Thành Lộc thì bản thân chị này còn hứa là Ngọc về đây sắp tìm một kịch bản cho Lộc nè. Đèn trời đó, phải không? Cha mẹ sống đời với con. Đó. Tưởng có rồi, dạ. Đèn trời ai thấp. Dạ. Mà thiệt, tại vì bản thân Lộc cũng biết chị Ngọc nhiều việc quá, không dám nhắc. Nhưng mà thật ra có mặt quý vị làm chứng này rõ là nãy giờ là tôi ngầm đòi nợ đó. Đòi nợ để Thiên Đăng có dàn kịch mục để công chúng được xem chứ. Thì thôi chị Ngọc cứ làm việc, chị Ngọc hen. Nhưng mà lượng sức mình không phải mình. Tại vì thiệt sự ra Ngọc thấy cái chuyện này á, nó đánh động tới toàn bộ những khán giả sẽ đi xem, bởi vì ai cũng có cha mẹ và ai cũng trăn trở cái chuyện là nên giữ cha mẹ sống với mình tam đại đồng đường, hay là đưa vô viện dưỡng lão, đưa vô nursing home, hay là đừng có giữ lại để mà bóc lột cha mẹ tiếp. Mình nghĩ cái vấn đề đó là người ta sẽ quan tâm, mà trong cái đó là có cái cười, có cái khóc. Thành ra nghĩ có thể ngoài đời có nhiều chuyện người ta chưa giải quyết được, thì mình thử đưa một trong những hướng giải quyết xem, biết đâu là tới xem cái vở đó thì người ta sẽ thấy có một sự đồng cảm nào đó, có một sự chia sẻ nào đó, có một cái gợi ý nào đó. Mà tại vì nó dính tới chữ Thiên Đăng. Thiên Đăng là mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn mọi người cứ nghĩ là ồ Thiên Đăng là Lộc nó bay lên trời. Nó bay bổng quá, nó bay lên trời. Đồng nghĩa tới cái chữ Thiên Đăng đầu tiên là bởi vì Lộc bị ám ảnh bởi cái hình ảnh của cái cây đèn. Cái đèn sân khấu này nè, đang vậy đó, mấy cái cây đèn đó. Thì nếu mà đứng từ xa thì nó như cái mặt trời vậy thôi. Thì mà như nói như má Bảy Nam đó đã nói thì sân khấu là một cái đạo mà. Sân khấu cũng là một cái bàn thờ của cái người nghệ sĩ nữa. Thành ra cái đèn sân khấu thì nó giống như là được ví giống như là một cái ánh sáng của một đấng tối cao. Thì có nghĩa là cái người nghệ sĩ khi mà đã xem nghệ thuật sân khấu là một cái đạo của mình trong cõi đời này, thì cái ánh đèn sân khấu nó chính là những cái ánh sáng của những cái đấng tối cao. Thì Lộc chỉ đơn giản nghĩ như vậy thôi. Cho nên cái chữ Thiên Đăng có nghĩa là đèn trời. Đèn trời là cái đèn hào quang của tổ nghiệp, của trời đất, chứ không có ý gì khác. Có mấy người bạn của Ngọc mà cũng thương Lộc lại nghĩ rằng nghe Thiên Đăng là nghĩ tới cái anh chàng đốt đèn đường ở trong Hoàng Tử Bé. Không biết các bạn có xem vở đó hay không. Anh chàng rất thèm ngủ, nhớ không? Là tại vì cái tinh cầu anh ta nhỏ quá, thành ra cứ ăn rồi cứ đốt đèn, thắp đèn. Bây giờ anh ta muốn ngủ quá. Mình nhớ tại vì Thành Lộc đã từng trả lời một bài phỏng vấn là hỏi bây giờ Thành Lộc muốn gì nữa, em muốn ngủ. Làm cực quá, giấc ngủ vô cùng quan trọng, nó mới hồi phục lại sức khỏe. Nói thiệt chứ quý vị, tôi vừa rồi tôi mới dạy dột, tôi nhận một cái công việc làm 4 giờ sáng hôm nay tôi mới về được tới nhà. Và nằm được có một tiếng đồng hồ là phải dậy để lục đục lo nhiều chuyện để cho một ngày hôm nay. Đó, ở bên kia rồi về đây thời gian quá ít mà ôm rất nhiều việc. Nhưng mà cái điều cơ bản là tất cả những người bạn của chị đều muốn nhìn thấy chị ôm nhiều việc như vậy. Muốn nhìn thấy có nghĩa là người ta là chị Ngọc không có bỏ cuộc á. Một cái thực thể này vẫn còn đang tồn tại, vẫn còn đang sống, vẫn còn đang làm việc và lan tỏa cái năng lượng tích cực đó đến với mọi người.
Cho nên cái điều đó nó thật là quý, nhưng mà thôi vẫn phải lượng sức thưa bà chị. Ráng lượng sức đặng mà nộp cái đèn trời cho Lâm. Cái đó hứa là hứa với khán giả chứ phải hứa với sân khấu này không. Đã hứa với khán giả mà. Như quý vị đã thấy đó, khi mà chúng tôi những cái người đồng nghiệp xưa mà gặp lại nhau là tôi không biết bao nhiêu chuyện để mà nói. Đó. Có thể nói hoài ngày này qua ngày kia, quên ăn quên ngủ luôn, giống như tụi tôi tập tuồng để mà có vở cho quý vị xem vậy đó. Nhưng mà thời gian thì cũng phải dừng lại, và chúng tôi xin tạm thời được khép cái câu chuyện của chúng tôi hôm nay lại ở đây, để xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo với những gương mặt mới, với những câu chuyện nghề nghiệp và đời sống nghệ thuật tiếp theo khác nữa. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị, và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.